Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khẳng định không nói sai, không xin lỗi về thông tin làm lực lượng công an dậy sóng. Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, vấn đề ông nêu là so sánh về mặt tỷ lệ sai phạm trong hoạt động tư pháp của các cơ quan với nhau. Tôi không nói gì sai trái nên không phải đính chính. Trong sáng ngày 31 tháng 10, khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nói ông ủng hộ cuộc cách mạng trong lĩnh vực công an vừa qua, nhưng qua báo cáo, ông thấy rằng vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp. Đại biểu Nhưỡng dựa vào các con số mà ông thống kê, tính toán, như không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm trong tống đạt 100% để có nhận định như vậy. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu và một số đại biểu sau đã cho rằng con số được đại biểu Nhưỡng đưa ra không chính xác, gây hiểu nhầm về những vi phạm của các cơ quan điều tra, đồng thời đề nghị đính chính lại. Trao đổi với phóng viên, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng trước khi phát biểu, ông đã xin phép Chủ tịch Quốc hội không công bố số liệu và ông đã ngồi tính tỷ lệ phần trăm để công bố. Ông nêu, vấn đề ông nêu là so sánh về mặt tỷ lệ sai phạm trong hoạt động tư pháp của các cơ quan với nhau. Tôi không nêu tỷ lệ được tính trên tổng số các nhiệm vụ một ngành nào làm mà ở đây. Tôi so sánh giữa cơ quan A, cơ quan B, cơ quan C và có một số tổng sai phạm của cơ quan đó, ông Nhưỡng nói. Tôi không can thiệp vào các phát biểu, nhưng chỉ muốn nói mọi người khi phát biểu về một vấn đề nào đó phải khách quan, trung thực, chứ không thiên vị, thiên tư hoặc vì mục tiêu cá nhân, nhóm. Ông Nhưỡng nói thêm. Ông Nhưỡng bày tỏ, ông rất chia sẻ với phản ứng của các cử tri là công an, cán bộ điều tra khi phát biểu vấn đề. Khi phát biểu vấn đề trên ra Quốc hội, tôi đã dự tính vấn đề này, nhưng trách nhiệm với nhân dân lớn hơn trách nhiệm với một ngành. Giả sử những điều tôi nói ra, anh em cầu thị, chân thành có thể trao đổi với tôi. Tôi không vơ đũa cả nắm, và cái gì làm tốt, hy sinh, công hiến của anh em được ghi nhận. Còn trong đó, vẫn có con sâu làm rầu nồi canh, ông nêu thêm. Vị phó ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, ông không làm gì xâm phạm nên không phải đính chính. Tôi có thể nói thái độ rắn chắc, ngôn ngữ mạnh mẽ, nhưng tôi khẳng định không nói gì sai trái và tôi có bằng chứng về vấn đề đó. Nếu tôi sai tôi phải xin lỗi ngay, đính chính còn không sai thì không phải làm điều đó, ông Nhưỡng nhấn mạnh. Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Thiếu tướng Sùng A Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, nhiều đại biểu Quốc hội đã phân tích do đại biểu Lưu Bình Nhưỡng thiếu cẩn thận trong tính toán tỷ lệ phần trăm đã đưa ra con số không đúng. Rõ ràng con số đại biểu đưa ra là sai rồi nên phải chỉnh sửa, đính chính, chứ không người dân cử tri lại hiểu nhầm. Tôi khẳng định không thể nào có chuyện 100% đơn thư tố cáo của người dân không được giải quyết thỏa đáng, tướng Hồng nêu quan điểm. Đại biểu Vương Ngọc Hà ở Hà Giang bày tỏ không đồng tình khi ông Nhưỡng cho rằng sai phạm trong điều tra hiện nay rất khủng khiếp. Bà Hà đề nghị ông Nhưỡng cung cấp nguồn số liệu mà đại biểu đã nói, vì theo báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm, thì vừa qua cơ quan chức năng đã đấu tranh làm giảm 2,7% án hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 81,33%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Những nội dung đại biểu đưa ra là để các bộ ngành tiếp tục cải cách sao cho công tác điều tra tội phạm tốt hơn, đồng thời còn phải động viên các chiến sĩ vì đây là nhiệm vụ đặc biệt, đôi khi phải đổ máu, bà Hà nói. Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10. Ngày 3 tháng 11, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10, cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng qua đạt kết quả tích cực nhiều mặt và tốt hơn cùng kỳ năm trước. Đây là cơ sở để củng cố dự báo sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu mà Quốc hội giao năm 2018. Tuy vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành không được chủ quan, thỏa mãn, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tránh sự chủ quan, trong đó thúc đẩy xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản, chuẩn bị biện pháp triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, khắc phục các tồn tại như đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019 một cách căn cơ rõ nét hơn. Nhấn mạnh Quốc hội đang thảo luận nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, làm việc trực tiếp với các ủy ban của Quốc hội,
xây dựng dự thảo nghị quyết về kinh tế xã hội và tài chính ngân sách năm 2019, rõ hơn cả về đánh giá tình hình. Về đánh giá tình hình và định hướng giải pháp, từ đó thực hiện được các yêu cầu mà nghị quyết trung ương đã nêu. Trong đó, Thủ tướng lưu ý tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, ngoài các vướng mắc về thể chế như luật đầu tư công, thì công tác chỉ đạo điều hành vẫn còn nhiều bất cập. Một số bộ giao vốn chậm, không ít địa phương chỉ đạo triển khai còn yếu. Nhấn mạnh một số công việc về xây dựng thể chế, ví dụ như xây dựng dự thảo nghị định về an ninh mạng, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta làm công khai, minh bạch, lấy ý kiến nhân dân, tiếp thu tối đa để triển khai luật an ninh mạng. Tinh thần là bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh an toàn cho người dân, bảo vệ quyền con người và quyền công dân trong quá trình thực thi luật an ninh mạng. Thậm chí sẽ mời một số tổ chức có liên quan để tham gia ý kiến vấn đề này một cách công khai, dân chủ, minh bạch. Cùng với việc nghiên cứu sửa đổi Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Thủ tướng cho rằng có thể nghiên cứu nhân rộng các điểm thu đổi ngoại tệ theo quy hoạch, đồng thời quy định mức phạt cụ thể nếu sai phạm, không để tình trạng đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng như vừa qua. Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc kiểm soát tình trạng đô la hóa và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có biện pháp thu hút mạnh mẽ ngoại hối vào dịp cuối năm. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tháo gỡ thể chế lạc hậu để tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho người dân là một động lực tăng trưởng quan trọng hiện nay. Đề cập nhiệm vụ 2 tháng cuối năm và năm 2019, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ nhất quán ưu tiên mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, lưu ý thận trọng trong điều hành giá xăng dầu, điện, giá dịch vụ giáo dục, y tế. Thủ tướng nêu trường hợp, sau nửa tháng 12 tới, nếu chắc chắn lạm phát không vượt quá giới hạn 4% của năm nay, thì có thể nghiên cứu đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nhưng phải tính toán chặt chẽ, chắc chắn và thận trọng trước khi đề xuất. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng không để xảy ra tình trạng sốt giá và khan hàng dịp cuối năm, bảo đảm cung ứng đủ các nguồn hàng thiết yếu, nhất là phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bộ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu chủ trì xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ giải pháp và lộ trình cụ thể để nâng cao xếp hạng năng lực cạnh tranh về môi trường kinh doanh cụ thể đến từng chỉ tiêu, đặc biệt là tiêu chí và nhóm chỉ tiêu nước ta xếp hạng thấp và nguy cơ tụt hậu, trong đó có các vấn đề như thể chế, thủ tục, năng lực, kỹ năng lao động, trình độ khoa học công nghệ trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo sớm có nghị quyết 19 của năm 2019. Trong đó, tập trung vào cải thiện các mặt mà chúng ta bị tụt hạng. Nguyên tắc làm nghị quyết 01 và nghị quyết 19 lần này gắn với công nghiệp 4.0. Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và một số bộ ngành liên quan đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về sự tụt hạng này để khắc phục sớm nhất. Chúng ta không đổi mới sáng tạo, không tập trung vào khoa học công nghệ, chúng ta sẽ thất bại. Nêu rõ những năm gần đây, nghị quyết 01 của Chính phủ có chất lượng tốt với nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp các bộ ngành xây dựng dự thảo nghị quyết 01 năm 2019. Trong đó, xây dựng cả kịch bản điều hành năm 2019, nêu các giải pháp mới mạnh mẽ hơn, trình Chính phủ dự thảo trong kỳ họp tới. Cùng với điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ linh hoạt, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm soát tín dụng vào bất động sản, chứng khoán, có phương án để không tăng lãi suất huy động và lãi suất liên ngân hàng. Đối với lĩnh vực đầu tư công, dù tỷ lệ giải ngân tốt hơn năm ngoái nhưng vẫn chậm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công năm 2018, tăng cường thanh kiểm tra, nghiêm khắc kiểm điểm tổ chức cá nhân gây chậm trễ trong thực hiện kế hoạch đầu tư công. Nêu rõ, ngành giáo dục xảy ra nhiều sự cố thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động trao đổi, mở rộng đối thoại, tạo đồng thuận xã hội về đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ xây dựng chính sách, rà soát kỹ lưỡng ngay từ khi xây dựng dự thảo, không để xảy ra sai sót như vừa qua. Về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm tới, Thủ tướng chỉ đạo ngành giáo dục phải thực hiện tốt yêu cầu trong nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, khắc phục tốt các tồn tại và bất cập, không để bất ngờ sự cố xảy ra trong khâu ra đề, chấm thi, vi phạm quy chế thi cử. Bên cạnh đó,
Thủ tướng lưu ý tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp, thậm chí một số vụ việc có sự tiếp tay của cán bộ thoái hóa, biến chất trong cơ quan nhà nước. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tập trung xử lý vấn đề mà xã hội rất quan tâm, đó là trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn đang diễn biến phức tạp, trong đó có buôn ma túy, xã hội đen, tín dụng đen, bảo kê, cướp giật, cướp ngân hàng, cháy nổ, tai nạn giao thông.